nhưng bình thường mà bạn bè mà hả, hiện tại đâu đúng không này, nhưng cô ấy không có, vậy là có phủ định đúng không này, mình nó theo rồi là không có trợ tâm tư rồi à, vậy loại ra nhé. Và thứ nhất là si 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 đôi xanh hay là đâu à, đâu là si làm sao được à, si là suýt mà. Vậy chúng ta loại cô B nó ra, phải đi còn cô C và cô D thôi. Còn isn't thì làm sao có, đúng không? Isn't là to be và have là động từ thường thì không thể là đi cùng nhau được. Cho nên chúng ta chọn C, doesn't have. Câu số 10. Lan đang trong lớp tớ đó, cô ấy là ai? Cô ấy là bạn cùng lớp, đúng không? Cùng lớp là chữ gì? Classroom là phòng học, classmate là lớp, classmate là bạn học, neighbor là người láng giềng, thì phải chọn là gì? Classmate là bạn học. Câu 11. Ngôi trường cũ của cô ấy á, hơn cho nên chấm hơn ngôi trường mới của cô ấy. Đấy, dạng so sánh, so sánh hơn có chữ đẹp. Vậy bây giờ chúng ta nhìn các tính từ này, tính từ ngắn và tính từ dài. Và đích là một âm tiết tính từ ngắn, cho nên so sánh hơn của nó là gì? The bigger. Hai là the biggest. B là bigger. Và chúng ta chọn cái nào? À, the biggest là so sánh nhất rồi, bỏ nó ra. Big là không so sánh thì bỏ nó ra. Bigger là so sánh hơn. Một âm tiết thêm chữ R cho mình. Mà the bigger là được không? Không được. Vậy là chúng ta chứ còn gì? Bigger. Câu D. Câu 12. What are you? I'm playing soccer. À, tôi đang chơi bóng đá cơ mà. À, dạng câu hỏi. Đấy, bây giờ chúng ta thấy nè. What are you? I'm playing. I'm playing là gì? Là hiện tại tiếp diễn. À, hiện tại nè, tôi đang chơi nè. Nhìn thấy người ta đang làm cái gì đó thì mình hỏi. Đúng không? Vậy á, ta do là trợ động từ rồi. To do cũng chưa chính xác. Does không có, does với cái chủ ngữ đi chứ. Vậy chúng ta sẽ chọn là gì? Doing, chuyện đang xảy ra. Câu 13. Peter thì tới Linda về kỳ nghỉ tuần vừa qua. Thì bây giờ Peter đó nói chuyện với Linda về kỳ nghỉ tuần vừa qua. Thì Peter, tất cả các dưới đều là động từ, nhất động từ tiên biên, đúng không? Không được. Câu B là thật. Câu D là thật. À, vậy là trường hợp C và trường hợp D tạo trường hợp ra. Chỉ có trường hợp thật và thật, đúng không? Chuyện này đã xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Có chữ lách quyết. Cho nên chúng ta phải dùng chữ câu B. Đấy. 14. Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? To act, tôi bị đau răng. Đã, phải trong trường hợp này how như thế nào, why là tại sao, when là khi nào, what là như thế nào. Đã, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Cái gì, điều gì xảy ra với bạn vậy? Thì chúng ta dọn vậy, chữ what. Câu 15. Anh ấy trông như thế nào? Anh ấy trông mập và lùn. À, vậy khi mà chúng ta nói về hình thể hình dáng đó, lúc thì nó đối với chữ gì? Chữ là, lúc là trông như thế nào. Lúc for là tìm kiếm, lúc at là nhìn chằm chằm, lúc after là chăm sóc. À, động danh từ. Vậy trong trường hợp chúng ta dùng lúc là. Qua. Bây giờ câu hỏi 16 này. Thu là một học sinh lớp 7B. Cô ấy đến từ Đà Nẵng và cha mẹ cô ấy sống ở đây. Cô ấy sống với chú và dì ở Hồ Chí Minh. Trường cô ấy không xa nhà cô ấy cho lắm, khoảng 1 km thôi. Vì vậy cô ấy đi đến trường bằng xe đạp. Ngôi trường mới cô ấy nó lớn hơn ngôi trường cũ. Có rất nhiều học sinh ở trong ngôi trường mới này, nhưng cô ấy không có nhiều bạn bè đâu. Cô ấy không có vui gì cả. Cô ấy nhớ cha mẹ, bạn bè cô ấy ở Đà Nẵng. Vậy câu đầu tiên nó sẽ là gì? Where is Thu? Vậy là bạn Thu ở đâu?
trước đây á là ở đâu? Ở Đà Nẵng đúng không? Nhưng mà bây giờ là sao? Cô ấy sống ở Hồ Chí Minh, sống với ai? Thì chú và dì. Phải nói là dì Thu, ở đâu đến đây? Dạ em, cô ấy đến từ Hồ Chí Minh. Cô ấy hiện tại đang ở Thủy Minh. Cô ấy đã sống ở Đà Nẵng. Cô ấy ở Đà Nẵng. Vậy thì sao? Cái chuyện này hiện tại đã ở Hồ Chí Minh mà, đúng không? 7 ngày trước đây là ở đâu? Ở Đà Nẵng. Vậy là chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta dùng chữ siêu qua của đồn Đà Nẵng, được không? Đó chỉ chuyện bình thường các bạn. Mình chọn lắm nào thì đúng không? Chuyện bình thường mà. Qua Đà Nẵng đó. Chỉ bình thường mà. Đâu có thể nào mà cắt ra được, đúng không? Hiện tại nó vẫn còn. Cho nên sẽ chọn là See is for Đà Nẵng. Tôi 17. Cô ấy sống ở đâu? Đó, nghe. Where does she live? Đó. She live in Đà Nẵng. She live in Hồ Chí Minh City. She live in Hồ Chí Minh City. She live in là Đà Nẵng. Đó. Vậy nó sống ở đâu? Hiện tại là sống ở đâu? Ở Hồ Chí Minh, đúng không? Đó. Hay là sống ở Đà Nẵng? Hiện tại là sống Hồ Chí Minh chứ, đúng không? Vậy là câu C, xin phép đi Hồ Chí Minh. Đã. Câu 18. Cô ấy đi đọc bằng phương tiện gì? À, chúng ta thấy này. Hồi nãy đây, nhà gần trường này, đi bằng gì? Mình sẽ đạp bài kha. Bài bài. Được không? Được. Câu hỏi 19. Hả? Có phải cô ấy có nhiều bạn ở Hồ Chí Minh không? Không. Không có nhiều, không có ai bạn ở hết á. Vâng, có nhiều, vâng có nhiều. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ gì? Xin lỗi cô B. À, thứ nhất, không, cô ấy không có nhiều. Thì nâu mà, nâu thì loại cậu A luôn. Vậy là gì? Chỉ có một trường hợp là C hoặc D mà thôi. Phải chúng ta dùng chữ ngữ là C. C thì chúng ta có dùng trợ động từ sống là đơ, không dùng trợ động từ đu, cho nên câu C là câu đúng. Câu 20. Tại sao Thu lại không vui như vậy? Cô ấy nhớ cha mẹ, bạn bè ở Đà Nẵng nhé. Cô ấy nhớ cha mẹ Hồ Chí Minh. Cô ấy nhớ cha mẹ Đà Nẵng. Cô ấy nhớ bạn bè Hồ Chí Minh. Vậy trong trường hợp này á, là Hồ Chí Minh nè, Hồ Chí Minh nè, chúng ta sao? Ta loại hay hay không? Bây giờ chúng ta xem nè, bởi vì cô ấy nhớ bố mẹ và bạn bè, vậy cần anh pha rằng hay là pha rằng? Vậy chúng ta đi quay trở lại như thế nào? Cô ấy nhớ ai? Cô ấy nhớ pha rằng nha. Đó, nhớ nha. Đó, nhớ pha rằng. Dạ, chỗ này là cô B. Rồi, bây giờ câu 21. Chúng ta điền sử dụng chọn những câu dưới để điền vào trên này. Bây giờ cái này. Dear Jane, are you? I'm fine. À, giờ là nói thêm một sức khỏe rồi.